Một chiếc xe ben chạy với tốc độ cao đã tông mạnh vào chiếc xe máy chở đôi nam nữ, làm cả người lẫn phương tiện văng xa trên đường, bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh vào tối ngày 14 tháng 11 năm 2014. Khi đó, xe ben biển số 51C26179 chạy trên đường Kinh Dương Vương hướng từ Bùng Binh Mũi Tàu đi về vòng xoay An Lạc. Khi vừa đến trước cổng bến xe miền Tây, phường An Lạc A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh thì tông vào xe máy biển số 69N1-18823 do một người nam khoảng 25 tuổi chở theo một người nữ đang băng qua đường. Cú tông mạnh làm cả hai người ngồi trên xe máy bị hất văng ra xa gần 5 mét, nằm bất tỉnh và được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Trong đó người nam bị thương khá nặng, người nữ gãy chân. Tổ xử lý tai nạn Bình Tân đã đến lập biên bản vụ việc và đưa hai phương tiện về trụ sở để làm rõ nguyên nhân. Người dân cho biết, khi xảy ra vụ tai nạn, chiếc xe máy của nam thanh niên có bật đèn xi nhan để xin qua đường, nhưng do người điều khiển xe máy không quan sát ở phía sau, lúc này xe ben đã đến quá gần và không thể tránh.